lại vì họ diễn nói đủ thứ các trí huệ đó là trí biết khắp các căn của chúng sinh trí biết khắp tất cả tâm hạnh trí biết khắp mười lực của như lai trí biết khắp tự tại của chư phật những việc như vậy khắp cùng pháp giới từ trên đỉnh của tỳ kheo hải tràng hiện ra vô số trăm ngàn ước thân như lai thân đó không gì sánh bằng các tướng vẻ đẹp thanh tịnh trang nghiêm oai quang rực rỡ như núi vàng thật vô lượng quang minh chiếu khắp mười phương, vang diệu âm thanh đầy khắp pháp giới, thị hiện vô lượng sức đại thần thông vì tất cả thế gian khắp mưa pháp vũ. Đó là vì các Bồ Tát ngồi Bồ Đề đạo tràng khắp mưa pháp vũ biết bình đẳng, vì các Bồ Tát bậc quán đảnh mưa pháp vũ nhập phổ môn, vì các Bồ Tát bậc pháp vương tử mưa pháp vũ khắp trang nghiêm, vì các Bồ Tát bậc đồng tử mưa pháp vũ núi kiên cố, vì các Bồ Tát bậc bất thối mưa pháp vũ hải tạng vì các bồ tát bậc thành tựu tránh tâm mưa pháp vũ khắp cảnh giới vì các bồ tát bậc phương tiện đầy đủ mưa pháp vũ tự tánh môn vì các bồ tát bậc sinh quý mưa pháp vũ tùy thuận thế gian vì các bồ tát bậc tu hành mưa pháp vũ khắp thương xót vì các bồ tát mới học mưa pháp vũ tích tập tạng vì các bồ tát mới phát tâm mưa pháp vũ nhiếp chúng sinh vì các bồ tát tin hiểu mưa pháp vũ cảnh giới vô tận khắp hiện tiền vì các chúng sinh cõi sắc mưa pháp vũ phổ môn, vì các phạm thiên mưa pháp vũ phổ tạng, vì các trời tự tại mưa pháp vũ sinh lực, vì các chúng ma mưa pháp vũ tâm tràng, vì các trời hóa lạc mưa pháp vũ tịnh niệm, vì các trời đâu xuất mưa pháp vũ sinh ý, vì các trời dạ ma mưa pháp vũ hoan hỉ vì các trời đao lợi mưa pháp vũ mau trang nghiêm cõi hư không, vì các dạ xoa vương mưa pháp vũ hoan vì các càn thát bà vương mưa pháp vũ kim cang luân vì các a tu la vương mưa pháp vũ đại cảnh giới vì các ca lâu la vương mưa pháp vũ vô biên quang minh vì các khẩn na la vương mưa pháp vũ tất cả thế gian thủ thắng trí vì các ông vua mưa pháp vũ không thích chấp trước vì các long vương mưa pháp vũ hoan hỷ tràng vì ma hầu la giả vương mưa pháp vũ đại hưu tức vì các chúng sinh địa ngục mưa pháp vũ chánh niệm trang nghiêm vì các xúc sinh mưa pháp vũ trí hoại tạng vì cõi diêm la vương mưa pháp vũ vô ý vì các chúng sinh nơi hiểm nạn mưa pháp vũ khắp an ủi đều khiến cho họ được vào chúng hội hiền thánh những việc như vậy đầy khắp pháp giới lại nữa tất cả lỗ chân lông trên thân của tỳ kheo hải tràng đều hiện ra lưới quang minh nhiều như số hạt bụi a tăng kỳ cõi phật mỗi mỗi lưới quang minh đủ a tăng kỳ sắc tướng a tăng kỳ trang nghiêm a tăng kỳ cảnh giới a tăng kỳ sự nghiệp đầy khắp mười phương tất cả pháp giới